Chào các bạn, hôm nay nhà mình làm món mực rang muối nha các bạn. Thì gồm có một con mực này nè các bạn. Con mực này khoảng nửa ký là một bao á. Ở đây chỉ có mực đông lạnh thôi nha các bạn, không có mực tươi nha. Rồi có một thìa canh tỏi bằm nè, hành tây nửa củ, một trái củ leo, 3 trái ớt chuông, rau ngò để mình trang trí thôi, ăn cũng được. Mấy rau salad mình ăn kèm. Cũng có bột năng nha các bạn, bột năng hay bột bắp hay là bột khoai tây cũng được nhé, để mình áo mực á. Còn có muối, tiêu, đường, bột ngọt nha các bạn. Những cái gia vị cơ bản là muối, tiêu, đường, bột ngọt với ớt bột nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi thái mực nhé. Để khi mình chiên cho nó nở ra nhé, mình để mực mình cắt xéo không có đứt nha các bạn. Mình nghiêng cái dao rồi nè, đó, các bạn nhìn mình nè, để khi mình chiên cái miếng mực nó bung ra nhìn nó đẹp á. Khi mình cắt mình nghiêng dao nó đi. Cái miếng mực nó không đứt nha các bạn. Okay, khi lúc này mình mới cắt đứt nha các bạn. Thì mình cắt ra khoảng như vậy nè. Nếu dài thì mình cắt đôi, xong mình lại cắt đôi nữa. Nhưng cái miếng này nó hơi dài á. Để tí mình rắc lên nha các bạn. Thì mình sẽ cho một thìa ớt này, một thìa muối, mình sẽ rang lên nhé. Rang lên cho nó lấp xanh. Đổ vào đây này, mình cho bột năng hay là bột bắp hay là bột khoai tây của mình sắp đều nha các bạn nha, để cho nó éo bột khô cái này. Mình đang sử dụng bột năng sau này thì chạm ra muối nha các bạn, muối ớt tiêu một giọt mình ra cho nó thơm lên, chút mình đắp lên. Mình bắt chả đậu chiên các bạn nhé, mình cho nhiều đậu chút để đậu nó nóng lên một chút. Như vậy mình lấy ra được rồi nha các bạn. Sau khi mình vớt ra thì mình rắc cái hỗn hợp muối, tiêu, bột ngọt, ớt hồi nãy nha các bạn. Thì mình sẽ dùng hai ngón tay mình bóp nha các bạn, để cho nó đều, chứ các bạn đổ vô nó sẽ không đều. Đổ ngón tay này mình lấy xong mình đảo lên thì nó sẽ đều. Các bạn cho vừa vừa thì không có nó mặn nhé. Đấy. Khi còn nóng thì mình cho cái hỗn hợp này vô, nó sẽ bám vô cái miếng mực của mình đó, ngon hơn. Rồi mình đi xào hành nhé. Thì mình xào hành nha các bạn, thì mình sẽ cho vô đây một thìa canh dầu ăn thôi. Mình cho tỏi vô mình phi nha. Cái này mình không cần cho nhiều dầu đấy, ít dầu nữa. hồi nãy mình trộn mình cũng cho vô đây một ít này các bạn, ít để khi mình ăn cái miếng hầm cái ớt nó đậm đà chứ không cần nhiều. Lên tay cho hầm cái nó đổ ra nước. Các bạn khi thấy cái miếng hầm nó trong trong lại là nó chín nha các bạn. Vậy là chín rồi nha các bạn, mình đổ ra đĩa nữa. Món như 100 muối đã xong nha các bạn. Đổ vào thì mình ăn kèm với dưa leo là với sả lách, chấm với tương ớt hoặc muối tiêu chanh cũng được nha các bạn. Cuối tuần các bạn làm cho ông xã mình nhậu nha. Nhìn miếng mực thì ươm vàng, thơm mùi hành, ớt xào, ăn vô thì đậm đà các bạn. Hấp dẫn không? Thơm nức mũi luôn, thèm quá. Rồi xong, mình sẽ trang trí lên đây vài cọng ngò nhé, cho nó đẹp. Và đây là món mực rang muối đã xong nha các bạn. Món này là món nhậu nha, cho các cuối tuần các bạn làm cho các ông chồng mình nhậu ha. Nhìn hấp dẫn không? Món này mình ăn kèm với dưa leo, rau xà lách, chấm với tương ớt nha các bạn, hoặc với tiêu chanh cũng được. Đó, tương ớt đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.